Mở ra xem ạ. Kéo tiền ra. Đây này, không không, kéo bên này. Đây, kéo này ra, nhấc đây. Kéo sách tiền Kiến. Bỏ cái tay ra. Một đồng nè. Con cảm ơn mẹ nhiều. It's a whole lot better to save just a little bit than to save too much and wish you hadn't. You know what I'm saying? Now, don't you be a stranger. I got lots more to say to you. Believe it or not. Là gì? Tiết sang là ngày mẹ sinh và cái cách của con, tính cách con là flower nè. Con phải lấy cái này về. Gì á? Chơi này bao nhiêu? Con đập bập đập thử xem bao nhiêu? 50 xu. 50 xu thì bây giờ con cho 1 đồng và con đập 2 lần đúng không? Mẹ thiệt hả? Con thiệt hả? Con cầm không mẹ? Đưa mày cầm cái. Đưa mày cầm cái tấm kia cho. Dùng hết sức nha.